Trạm cứu hộ trái tim. Phong Vũ, người yêu cũ năm xưa của Ngân Hà xuất hiện trở về, khiến Trúc Nghĩa điên tiết, có những mối lương duyên đầy bất ngờ và duyên nợ. Phong Vũ, người bạn đang làm ăn cùng Nghĩa đã xuất hiện ngay trong chính ngày mà Nghĩa và Ngân Hà đang tổ chức bữa kỷ niệm ngày cưới. Và đó cũng chính là chàng trai năm xưa đã từng dành tình yêu chân thành cho Ngân Hà. Cuộc hôn nhân hiện tại của Ngân Hà, ngoài nỗi đau chưa thể sinh con thì mọi thứ còn lại rất hoàn hảo. Nghĩa luôn tâm lý, yêu thương, chăm sóc và chiều chuộng. Mẹ chồng cũng luôn xem cô như là con gái ruột của mình. Những điều đó đã khỏa lấp đi những nỗi buồn của cô, và cô rất hạnh phúc vì điều đó. Nhân dịp ngày cưới, Nghĩa đã đích thân tổ chức một bữa tiệc chỉ mời những người bạn thân thiết của Hà. Tất cả đã kéo nhau đến quán bar để đập phá một bữa. Khi mà mọi người đang hoan hỉ vui mừng chúc tụng nâng ly thì một sự xuất hiện đầy bất ngờ. Nghĩa, có chuyện gì mà vui vậy? À, thằng bạn, lâu ngày khỏe không? Nghĩa lên tiếng. Khỏe. Ngân Hà ngước lên, ánh mắt hơi bất ngờ và ngượng ngùng. Chính Vũ, chàng trai năm ấy đã thương thầm nhớ trộm cô. Đúng dịp kỷ niệm 5 năm ngày cưới của bọn tôi. Này, làm vài ly nhé. Nghĩa lên tiếng. Nhất định rồi. Vũ hướng ánh mắt nhìn sang Ngân Hà. Không ngờ, gặp lại nhau sớm như vậy. Đúng là có duyên. Vẫn là ánh mắt si tình đó khiến những Ngân Hà đầy ngượng ngùng, trái tim thổn thức. Sao gặp lại bạn cũ mà không kể cho anh nghe? Nghĩa nhìn sang Hà với ánh mắt đầy dò xét. Rồi Phong Vũ, chưa biết là cơn gió lành hay là gió chướng, nhưng sự xuất hiện của anh, những ánh mắt nhìn chằm chằm vào Ngân Hà đã khiến cho Nghĩa nổi cơn ghen. Thậm chí Phong Vũ còn thuê hẳn căn nhà nghỉ nằm cạnh ngay phòng của Ngân Hà, để rồi cả hai đã chạm mặt nhau. Ngay khi vừa về đến phòng, Nghĩa đã hậm hực đẩy cái cú, lôi Ngân Hà lại trước mặt và bắt đầu những câu chất vấn. Đau ấy. Em còn nhớ nó không? Anh ghen đấy à? Anh không muốn bất kỳ thằng đàn ông nào nhìn vợ mình như vậy, kể cả người yêu cũ của em. Em nhớ chưa? Bỏ ra em thay đồ đã. Em nhớ chưa? Anh không thích. Liệu rằng Nghĩa có thực sự đang ghen tuông với Ngân Hà hay không? Hay hắn đang lo sợ rằng sự xuất hiện của Phong Vũ như một cơn gió chướng sẽ cản trở những âm mưu mà hắn đang nhắm tới Ngân Hà? Và liệu rằng Vũ sẽ có thể tìm được mọi cách để chiếm lại được mối tình cũ năm xưa mà anh đã từng một lần phải vụt mất trong tiếc nuối?